do rất nhiều yêu cầu của các bạn fan đáng yêu làm câu hỏi đổi hình bắt chữ về các trò chơi thì hôm nay chị Kính đã có ngay 20 câu đố siêu hack não đến cho các bạn rồi nè. Chúng mình sẽ bắt đầu với những câu hỏi từ khó đến dễ. Ý lộn, từ dễ đến khó nha. Like video và bắt đầu thôi nào. Get go. Câu 1, đây là game nào? Game thủ 10 năm mà lại không nhận ra, đây là tướng Ngộ Không, Van Hen và Triệu Vân trong Liên Quân Mobile á. Quê nha mấy ông bà già, câu hỏi này là mức độ siêu dễ rồi đấy. Bạn mà trả lời sai thì qua câu 2 làm lại nhé. Câu 2, đây là game nào nhỉ? Lửa chùa hay còn gọi là Free Fire đây mà. Chắc là các bạn không chơi trò này đâu ha. Qua câu khác nhé. Câu 3, thế còn đây là trò gì nhỉ? Là trò chơi điện tử, đây là một trò chơi dân gian nha. Đáp án là ô ăn quan. Có ai biết chơi trò này không nhỉ? Câu 4, tiếp tục là một trò chơi dân gian. Đố bạn, đây là trò gì? Rồng rắn lên mây có cây núc nắc. Haha, bạn đã biết đó là trò gì chưa? U là chơi trò rồng rắn lên mây đây mà. Răng lên mày có cây xúc sắc, xin hỏi ông chú có ở nhà không? Rồng răng lên mày có cây xúc sắc, xin hỏi ông chú có ở nhà không? Câu 5 tiếp nè, bạn có biết đây là trò gì không nhỉ? Một trò chơi không phải của Việt Nam mà là của Hàn Quốc. Uầy, thế mà bạn vẫn đoán được ra trò chơi con mực thì đúng là đỉnh của chóp đấy. Like video nếu bạn đã trả lời đúng nhé. Câu 6, thế còn đây là các nhân vật trong game gì? Nhân vật game nào mà cute dữ vậy nè? Haha, thì ra là Play Together. Có bạn nào chơi game này không? Kết bạn với chị Kính nhé. Câu 7, đố bạn tìm ra nhân vật Play Together khác biệt nhất. Có nhận ra nhân vật này không có chiếc cây trên đầu không nhỉ? Ahihi, cố gắng tập trung và tìm đáp án đúng đi nào. Và đừng quên like video, bình luận các đáp án và subscribe kênh để nhận quà Tết đến từ chị Kính nhé. Câu 8, tiếp theo là game gì ấy nhỉ? Đúng là các thánh chơi game, chưa gì đã thấy comment quá trời quá đất là đáp án B, Candy Crush Saga rồi. Bạn nào chơi game này thì bình luận thử xem bạn đã chơi đến level mấy rồi. Câu 9, đố bạn nhận ra đâu là viên kẹo khác biệt nhất? U là chơi, trong số rất nhiều các viên kẹo kẻ sọc thì có một viên màu đỏ toàn diện nè. Bạn mất bao nhiêu giây để tìm ra nó nhỉ? Nếu không cần tới 10 giây thì bạn là người có đôi mắt tinh anh đấy. Like video cho đôi mắt khỏe mạnh của bạn đi nào. Câu 10, câu hỏi này siêu khó, bạn phải có IQ 200 mới trả lời được nha.
cha cha, có nhiều bạn giỏi quá nè, chị mới đưa ra câu hỏi thôi mà đã ra ngay đáp án là bịt mắt bắt dê rồi, quá đỉnh, tặng bạn 10 điểm nha. 10 điểm. Câu 11 thế còn đây là trò chơi gì bạn nhỉ? U là trời, tôi có đưa ra câu hỏi khó quá không ta? Trừ đáp án là kéo co mà nhiều bạn cũng không nhận ra luôn á. Cố gắng tập trung để đưa ra đáp án đúng nào các bạn ơi. Ngày cố lên cho buông tay nào, mình phải vững vàng và đoàn kết nhau, thì cho kéo co mình sẽ chiến thắng. Câu 12, một trò chơi mà không phải ai cũng biết, bạn đoán thử xem. Cướp và lá cờ thì đáp án là cướp cờ chứ còn gì nữa. Khai thật đi, bạn có trả lời được câu hỏi này không nhỉ? Chị tiết lộ là chỉ có những người IQ cao mới có thể suy luận và đưa ra đáp án cho câu hỏi này thôi đấy. Câu 13, câu này chắc là không cần gợi ý đâu ha, bạn đoán đi nào. Chắc chắn 100% các bạn đang xem video đã từng chơi qua trò này, nhưng không phải là ai cũng có thể đưa ra đáp án. Và ta-da! Đáp án là trò ẩn tù đi nha. Ẩn tù đi ra cái gì? Ra cái này. Lẹ đi ba. Tù xây. Con thua rồi, thấy chưa? Ba đã nói rồi, con chơi không lại ba đâu. Ba là độc cô cầu bại nè. Đây, 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 uống chán nè. Câu 14, tiếp nào tiếp nào. Bạn có đoán ra trò chơi này là gì không nhỉ? Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe về ăn cơm vua, ông thợ nào thua, thua thì làm sao ý nhỉ? Bạn nào biết thì bình luận xuống phần comment nha. Câu 15, nhìn hình này, bạn nghĩ ngay đến trò chơi nào? Có bạn nào biết trò Zombie and Plant không nhỉ? Chứ chị là nghiện trò này một thời luôn nha. Bạn nào thích chiến đấu với zombie thì có thể chơi trò này nhé. Câu 16, hãy tìm ra bông hoa khác biệt nhất. Ây da, có phải bông hoa này đang nổi giận không nhỉ? Chứ nhìn mắt nó có màu đỏ như đang muốn cáu này, sợ quá đi, không chơi với bông hoa nữa đâu. Qua câu tiếp theo nhé. Câu 17, nhìn những chú chim này, bạn nghĩ ngay đến trò chơi gì? Có bạn nào biết trò chơi Angry Birds không ta? Chắc là không có đâu ha, vì trò này có từ rất lâu rồi á. Những chú chim nổi giận siêu cư tê. Vậy bạn thử nhìn thật tinh mắt xem, trong số rất nhiều chú chim này thì chú chim nào khác biệt nhất nhá? Có nhận ra chú chim này không có đuôi không nè? Phải là chiến thần giải đố và xem video của chị Kính đố vui mỗi ngày thì mới nhận ra được đáp án nha. Like video nếu bạn đã trả lời đúng nhé. Câu 19. Làm gì có câu 19 nữa các bạn ơi. Video ngày hôm nay đến đây là hết mất rồi. Các bạn đừng quên tham gia mini game bằng cách like video, subscribe kênh, chia sẻ video đến cho bạn bè và bình luận các đáp án xuống phần comment để nhận quà Tết đến từ chị Kính đố vui nha. Yêu các bạn rất nhiều.